Điểm tin tối ngày 13 tháng 10 năm 2023. Triệu tập tên côn đồ lớn làng đạp ngã người đi xe đạp. Ngày 12 tháng 10, Chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý một tài xế xe máy có hành vi vi phạm trong quá trình tham gia giao thông. Theo video đăng tải trên mạng xã hội trước đó, tài xế xe máy hiệu Honda SH mang biển kiểm soát 29Y di chuyển lấn làn tại đường Nhật Chiêu, quận Tây Hồ và xảy ra va chạm với một người chạy xe đạp. Camera hành trình của chiếc ô tô đã ghi lại được cảnh tài xế xe SH quay lại trả đũa bằng cách đạp ngã người đạp xe. Sau cú đạp, tài xế xe máy tăng ga bỏ đi. Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã xác minh danh tính tài xế xe máy và triệu tập người này đến trụ sở công an làm việc. Sau khi lấy lời khai, tài xế xe máy và người liên quan, cơ quan điều tra xác định lỗi thuộc về người điều khiển xe máy. Trong quá trình tham gia giao thông, tài xế này không tuân thủ luật và khiến người chạy xe đạp bức xúc. Hai bên có lời qua tiếng lại sau đó dẫn đến sự việc trên. Hai người Lào chạy xe không biển số, chở 12.000 viên ma túy vào Việt Nam. Ngày 13 tháng 10, Công an huyện Đắk Rông, Quảng Trị cho biết, lúc 12 giờ ngày 12 tháng 10, trên quốc lộ 9, đoạn qua địa phận khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đắk Rông, tổ công tác gồm Công an huyện Đắk Rông, phối hợp trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện hai thiếu niên chạy xe máy không biển số có dấu hiệu khả nghi. Sau khi cho dừng xe, lực lượng chức năng phát hiện hai thiếu niên này có chở chiếc hộp giấy đựng 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được chia nhỏ trong các bao ni lông. Tại cơ quan công an, danh tính của hai nghi phạm được làm rõ là HVC và HVT, cùng 17 tuổi, cùng trú tại huyện Sebol, tỉnh Savannakhet, Lào. Công an huyện Đắk Rông đã chuyển giao toàn bộ tang vật và hai nghi phạm trên cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra theo thẩm quyền. Đồng Nai khởi tố, bắt giam giám đốc cùng 5 nhân viên sản xuất gà giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm người sản xuất gà giả gồm Bùi Quý Chính, 56 tuổi, Lê Văn Thế, 55 tuổi, Nguyễn Anh Dũng, 54 tuổi, Huỳnh Thanh Tùng, 54 tuổi, cùng ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và Đặng Thanh Sang, 35 tuổi, Nguyễn Chí Linh, 36 tuổi, cùng ngụ An Giang. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đều được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Theo điều tra ban đầu, ngày 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 6 bị can trên đang có hành vi sản xuất gà giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Năng Phát, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa do Bùi Anh Dũng làm giám đốc. Tang vật thu giữ gồm 728 bình ga thành phẩm, 494 vỏ bình ga, 3 xe bồn cùng máy móc công cụ sang chiết gà và số lượng lớn màng co tem chống hàng giả. Một phụ nữ tử vong sau khi ăn tiết canh lợn. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh lợn khiến một người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, ngày 8 tháng 10, ông BQH, 66 tuổi, trú xã Thụy Dân, mua tiết lợn của một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thụy Dân về đánh tiết canh. Sau khi đánh tiết canh xong, ông mời bà BTN, 69 tuổi, chị gái ông sang nhà ăn tiết canh cùng gia đình. Đến ngày 9 tháng 10, có 3 người phải nhập viện điều trị và một trường hợp khác tiếp tục theo dõi tại nhà. Trong ba người nhập viện thì bà N tử vong với chẩn đoán ban đầu là do sốc nhiễm khuẩn nghi do liên cầu lợn. Ngoài bốn người trên cùng sử dụng nguồn tiết lợn tại cơ sở giết mổ còn có hai người khác, trong đó có một người phải nhập viện do rối loạn tiêu hóa, các trường hợp còn lại không có biểu hiện rối loạn tiêu hóa. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã lấy mẫu bệnh phẩm của người bệnh và đang chờ kết quả. Độc lạ quán cà phê có 30 con chó chạy bàn ở Cần Thơ. Dùng 30 con chó cảnh để thu hút khách đến uống cà phê, quán cà phê của anh Dương ở Cần Thơ luôn kín chỗ. Nhiều người rảnh là đến đường phục vụ của quán cho thỏa đam mê. Anh Nguyễn Dương, 26 tuổi, là chủ quán cà phê chó đầu tiên ở trung tâm thành phố Cần Thơ. Quán mới mở năm nay nhưng anh Dương cho biết ngày nào cũng kín chỗ và lượng khách có xu hướng tăng nhanh. Nam chủ quán chia sẻ, anh yêu động vật từ bé, theo nghề spa thú cưng đã nhiều năm, nhận thấy rất nhiều người yêu chó nhưng không có điều kiện nuôi, anh nảy ra ý tưởng mở quán cà phê chó để khách được nuôi thú cưng thỏa thích. Khách đến quán đều vì yêu chó nên hầu như họ đều tận dụng thời gian chơi với đàn thú cưng. Ngoài chi tiền nước, hầu hết khách đều bỏ thêm một khoản tiền mua túi hạt để dụ đàn chó đến bàn của mình. Dàn chạy bàn cũng vô cùng chịu khách, sẵn sàng sa vào lòng, tạo dáng cho khách chụp hình thỏa thích. Từ chối tiết lộ thu nhập, nhưng anh Dương cho biết quán hoạt động rất hiệu quả. Với tiền lãi để ra được, anh Dương dự định sẽ sớm đầu tư thêm để quán thu hút khách hơn nữa.